ăn thôi bà con. Một loại bánh lớn là 9 tấc 8, một loại bánh nhỏ là 8 tấc. Rồi bà con làm có nhu cầu đâu, 0888 635 677 mua cái gì bán cái đó. Bánh lòng cha chan Thái Lan. Như tất cả dàn xới đều ngắn vừa bà con. Quan trọng bà con mua cái tôm mới kẹp cho phù hợp thôi. Nếu bán bánh lòng không là không có tôm nha. Bà con mua tôm riêng. Bánh lòng lớn này đi lúng hay lắm nè. Rồi bà con là có nhu cầu luôn 0888 635 677. Vậy em